Xin chào quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. Chúng tôi đang có mặt ở một nơi rất đặc biệt. Nhưng trước khi tiết lộ đó là đâu thì chúng tôi có một câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Nhà bác học Lê Quý Đôn từng ăn loại quả này và mô tả: mỗi lần bỏ vào miệng thì ngập tận chân răng, lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho. Đố quý vị khán giả biết đó là loại quả nào? Và đáp án chính xác là quả nhãn. Nơi tôi đang có mặt ở đây là xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, nơi được coi là thủ phủ của loại nhãn lồng Hưng Yên, tiến vua huyền thoại. Nễ Châu Hưng Yên nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng. Nhãn ở nơi đây có vỏ màu vàng sậm tự nhiên, cui giòn, hạt nhỏ đen nháy, mùi thơm tự nhiên, vị ngọt thanh không đầu sánh bằng. Sản phẩm nhãn ở đây được tiêu thụ tại các thị trường trong và ngoài nước, mang lại nguồn thu lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết không thuận lợi cho cây nhãn ra hoa kết trái. Sản lượng nhãn của Nễ Châu từng giảm đến 60%. Đã có lúc bà con muốn trồng thứ khác, mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn. Cho đến khi, người đàn ông này nghiên cứu ra phương pháp trồng nhãn hữu cơ thân thiện với môi trường. Mỗi lần tôi bước chân đến bệnh viện thì tôi thấy tiền chưa phải tất cả, sức khỏe mới phải tất cả. Tôi là người nông dân thì tôi có một cái trách nhiệm ở trong đó, nhiều đêm không ngủ được để muốn là thay đổi cái hình thức canh tác để làm sao để có những cái sản phẩm an toàn và nó sạch. Tôi chuyển đổi từ 2017-18 làm về cái nhãn hữu cơ này thì thật sự là cái quy trình nó phải là có sự bền bỉ, phải có cái tâm trong đó. Cái khó của phương pháp chuyển đổi này là cần rất nhiều thời gian để các hóa chất tồn dư trong cây và đất biến mất, và việc chuyển đổi cần phải thực hiện dần dần, nếu không cây sẽ bị sốc dinh dưỡng mà chết. Thức ăn của những cây nhãn hữu cơ này cũng hoàn toàn khác với những loại nhãn thông thường. Nguyên liệu chính là ngô và đỗ và cá. Những quả nhãn hữu cơ này cũng sẽ có các chế phẩm sinh học đặc biệt để bảo vệ, bao gồm các nguyên liệu gừng, tỏi, rượu, ớt. Về phía gia đình thì thật sự là đầu tiên cũng không ủng hộ cái này đâu. Nhà mình bán nhãn có 10 rồi 10 năm mà còn khó bán như này thì tốt nhất anh dừng lại đi. Nhưng mình nghĩ nếu dừng bây giờ thì ai là người đầu tiên? Thế thì vẫn quyết định làm, vẫn quyết tâm làm. Thì đến 2022-23 đúng là đất không phụ lòng người. Tôi vẫn gửi mẫu đi phân tích, không ngờ sau 2 tuần có kết quả tuyệt đối 821 chỉ tiêu, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Lúc đó thật sự là cầm cái tờ giấy mà rưng rưng nước mắt vì nó đã thành công. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Sử cùng các thành viên trong hợp tác xã Nễ Châu còn vận động giúp đỡ bà con chuyển đổi sang phương pháp mới, đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế và hơn hết là sự phát triển về nông nghiệp bền vững. Nói chung là cách đây 5 năm, tức là người đầu tiên mà khởi xướng ra cái phân hữu cơ bón cho chăm sóc cây nhãn này là anh Sử. Nói chung là xã viên rất hưởng ứng. Thế chính vì phân hữu cơ mà năm nay là nhãn rất đạt tiêu chuẩn rất cao, hoa mã rất đẹp. Nhất là năm 2022-23 và đến năm nay, một số vườn đã được các khách hàng mua, ví dụ như thị trường 25-30.000 một cân. Doanh nghiệp nhà hàng đã đặt của chúng tôi là 45-50.000 một cân, giá trị nó gần gấp rưỡi. Đến giờ này thì tôi rất tự hào về cái thành công của tôi cũng như của hợp tác xã. Nhãn hữu cơ của hợp tác xã đã được lên kệ của siêu thị Đức. Bây giờ chỉ cho là trái nhãn chín, là lúc ấy là sẽ sơ chế để xuất sang bên Anh và bên Nhật.